Các bạn ha, chiều nay mình soạn ra cái mớ này mình để mình thanh lý nha nè. Một cái bơm hơi cái này cũng nặng lắm nha, nó nặng lắm. Cái này thanh lý 300 nó còn chạy luôn nha, nó còn chạy. Nhưng mà cái van này là van tự động nha, cái này đời này nó ghi xuất xứ mấy anh China nhưng mà điện 100V nha. Em lưu ý có đồng hồ áp đây ha, nó bị chạy nhưng mà cái bình bên trong nó bị lủng lỗ, nó sẽ xì nha anh em. Nhưng cái này ai xài gia đình hoặc là về hàng chấm cái bình đó lại là sẽ xài được ha, nó vẫn chạy bình thường ha. Đây nó có công tắc on off đâu đây nè, đó đời này nó ghi nè công suất mã lực của nó đây ha. Công suất là 900W này. Cái bình nó hơi bị xì không? Van cái đầu được, cái đầu van này van tự động ha. Và đây là cái ống áp. Con này thì mạch điện tử mà cắm nguồn là lúc lên lúc không là cũng bán thanh lý luôn ha, nào ha. Đó, thanh lý luôn ha. Con này cũng nặng lắm nha, cực kỳ nặng luôn á. Mấy con này là cực kỳ nặng. Nó ghi nè. Vôn đến 260V ha. Đó. Công suất nó 1.500W. Nó ra là cổng này là 220V 20A ha, cầu chì ở đây. Con này nó mấy in sa băng nha anh em, mà nó cái hàng này hàng nó xài trong nhà máy ai gì, nó có đồng hồ điện tử rất là nhiều ha. Mà cắm điện thì lúc lên lúc không có hỏi nó cháy màn hình mà mình không biết sử dụng sao. 1.500W nè. Công suất 12A. Ồ, cái chiều cũng thanh lý cái con này luôn ha. Bị lỗi mạch hay gì á, bóp nó cứ cạch cạch hay là gì đó. Có vỏ pin luôn ha. Con này thì bộ lông tem nó còn khá đẹp. Chạy đem biến à, mẹ sa băng. Đó. Đây, máy này chiều cũng bán thanh lý luôn. Đó, cây này tem nó thì cực kỳ đẹp ha. EZ 7300, máy vỏ pin. Cái này nó cái lò xo than ở cái lò xo bên chạy điện thì nó gãy rồi nha nè. Gãy rồi, mình bán thanh lý này để cho anh em về lấy phụ tùng thôi, hoặc là nếu mà chạy pin thì vẫn chạy bình thường ha. Đây pin niken thì nó vẫn chạy bình thường ha. Bên than thì nó có bị hết, nó chỉ bị gãy cái lò xo bên điện thôi, thì mình không có thời gian sửa nên bán luôn, chiều sẽ thanh lý. Có một số muỗng đĩa nó mạ vàng, nói chung là cũng rất là đẹp ha. Có cái thì ghi made in Japan. Cái này mạ vàng hay nó ghi trên đây là 24K con nha. Đó, cái này cái để chiên trứng hay là cái gì đó để anh em xúc, cái này cũng khá là bự ha. Muỗng. Nói chung là cực kỳ đẹp. Muỗng. Muỗng mạ vàng. Nó cũng mạ vàng 24K hay gì đó nó ghi đây. Ha, có một mô số muỗng uống cà phê ha. Cái này đĩa này in hình cái mấy con gì mạ vàng cũng giống chung một rất đẹp ha. Có một số muỗng uống cà phê để mình lấy cho anh em coi ha. Đây là muỗng cà phê, nó ghi nó có ghi nét cà phê đúng không, màu vàng vàng nhìn nó hơi chói. Đây là cái lỗ để rớt, cái này số hay là ký hiệu gì đó thì nó có cũng có chữ ở đây mà không biết chữ gì không. Có cái thì ghi mấy sa băng, có cái thì không ghi ha. Cái này cũng vậy, là chữ quá trời, 24KG nè, KB ha, giống như cái chén hôm qua nè. Nói chung là màu vàng hết. Cái này khoảng 1 kg mấy ha. Nói chung ngoài bãi thì bán rất là mắc. Như đây khoảng 1,5 kg. Nói chung là mua cũng không có rẻ nè. Cái này thì còn có những cái còn mới lắm nha, chưa có xài luôn. Có cái thì ghi mét ra băng, có cái ghi không có ghi ha, ghi chữ trên led thôi. Mạ vàng cái này thì có cũ có mới nè, cái này cũng còn rất đó, nhưng mà nhà mạ vàng nó hơi mờ ha. Chữ dưới đây nhóc luôn. Mẹ sa băng còn cái này không biết là cái gì để sử dụng nhẹ ha. Cái này cũng vậy, quá đẹp. Mấy có cái này có những cái mới giống gần giống như chưa xài luôn, mình thấy nó còn nằm ở trong bịch luôn á. Cái này thì nó hơi cũ cái trên cái mặt đây tí này. Đó, còn cái này cũng còn khá là mờ ha, mình mới tin luôn, rất đẹp. Cái này cũng còn đẹp, một mạ vàng.
còn còn cái gì đọc đọc, cái này cũng vậy nè. Cái này trẻ trung rất là đẹp, có hình hoa văn trên đây, nó mạ vàng dưới đây. Cái này nó có ghi có hàng chữ gì dưới đây. Đây cái muỗng này có hình vàng, không biết nó làm gì luôn. Đĩa nè, đĩa thì có cái rất đẹp để cho chúng ta dùng đồ gì đó, ăn như sò ốc hến gì ha. Cái này cũng đẹp, có cái bọc sứ hay là gì đó. Cái này có hình thù của con gì có chữ King.